we say we were good together. Hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Bóng Bay. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Bóng đã có thể chia sẻ với mọi người cái skincare routine của Bóng hiện tại và ban ngày. Bóng biết là có rất là nhiều bạn hỏi Bóng về cái chủ đề này và Bóng rất hy vọng các bạn sẽ thích video này. Bóng đã test và sử dụng routine này trong khoảng được 3 tháng rồi và Bóng cảm thấy rất là hài lòng với tình trạng da của Bóng hiện tại. Và ngoài cái video này ra thì Bóng còn có nguyên cái playlist những cái video về chủ đề skincare mà có thể xem ở trên link trên này. Và trong đó thì Bóng có rất nhiều video về từng cái loại chủ đề khác nhau. Còn một điều nữa là các bạn nhớ subscribe vào kênh của Bóng Bay nha. Tại Bóng đăng video vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Và với mỗi video này thì Bóng đều cố gắng chia sẻ hết những cái suy nghĩ, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái mẹo mà mình biết để cho mọi người. Và Bóng cũng rất là cảm ơn các bạn vì đã dành rất nhiều tình yêu dành cho Bóng. Bóng luôn cố gắng trả lời hết tất cả các comments của mọi người, cho nên nếu mà các bạn có bất kỳ cái suy nghĩ nào thì cứ comment ở bên dưới cho Bóng hết nha. Chắc chắn là nếu mà không có trả lời kịp thì ít nhất là Bóng cũng sẽ thả tim cho các bạn. Cũng đừng quên follow Bóng trên Facebook và Instagram luôn, tại vì Bóng trả lời rất là nhiều tin nhắn của mọi người trên đó. Chị thì ở trên này luôn. Rồi bây giờ thì tụi mình cùng vào video luôn nha. Good morning, Bóng dậy rồi nè. Và trước khi Bóng cho mọi người xem skincare routine của Bóng thì cho mọi người có cái này nè. 1, 2, 3. Ghê không? Coi cái khuôn mặt khóa trá của Bóng sau khi mà khoe với mọi người xong nè. Ok, vậy thôi chị em vô lại nha. Và tụi mình thì chuẩn bị để mà làm cái skincare routine cho buổi sáng thôi. Tất nhiên là việc đầu tiên quan trọng nhất chính là bới tóc lên cho thật là gọn. Và nếu có một cái băng đô dễ thương đi kèm thì càng tốt. Rồi sau khi đã rửa tay sạch thì giờ tụi mình rửa mặt ha. Có thể dùng nước ấm hoặc là nước mát đều được, không sao hết. Và mọi người để ý động tác của Bóng là chỉ vỗ vỗ nước lên mặt thôi chứ không có chà sát mạnh. Và Bóng thì cũng không có dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng tại vì không có cần thiết. Sorry mọi người, hôm nay em nó hơi bị hứng khởi. Giờ thì Bóng sẽ xé ra lấy một lớp trong miếng Curling Pad của Selena của Nhật để mà thấm với Beauty Water của Son & Park. Và bước này chính là bước để mình tone da. Bóng thì cũng đã dùng tới dùng lui nhiều loại toner khác nhau, nhưng mà hiện tại thì Bóng rất là thích cái loại này dùng cho ban ngày. Sau khi miếng bông đã đậm Beauty Water thì Bóng bắt đầu lau nó lên trên mặt. Thiệt sự là Bóng cũng không biết dùng từ gì ngoài từ lau hết. Và lúc lau thì Bóng làm theo kiểu là từ hướng từ dưới lên trên, và đặc biệt là nhẹ nhàng ở khu vực quanh mắt. Giờ thì tận dụng miếng bông để mà lau dưới cổ luôn. Lúc này da đã hoàn toàn sẵn sàng cho bước tiếp theo. Đó chính là sử dụng Facial Treatment Essence của SK2. Chắc không cần phải nói nữa ha. Bóng đã dùng sản phẩm này được hơn 1 năm, 2 năm nay rồi. Và mọi người cũng biết là Bóng rất là thích nó. Nhưng Bóng cũng khá là tiết kiệm, chỉ lấy cỡ 2 giọt thôi để mà vỗ lên hết trên khuôn mặt. Bước tiếp theo là Bóng sẽ sử dụng True Skin Vitamin C Serum. Và lý do mà Bóng sử dụng Vitamin C Serum vào ban ngày đó là vì bộ đôi Vitamin C Serum và kem chống nắng thì sẽ giúp cho da mặt của tụi mình chống lại ánh nắng mặt trời cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó là cũng phải có chục cái lợi ích khác của Vitamin C Serum nữa, đó chính là giúp tái tạo collagen nhanh hơn, làm cho da sáng và đều màu hơn, cũng như là làm cho những cái acne scar, tức là những vết sẹo da mụn của tụi mình sẽ lành nhanh hơn. Sau đây là bước mà Bóng không bao giờ bỏ qua hết, cả ban ngày lẫn ban đêm, và đó chính là sử dụng eye cream. Ở đây thì Bóng sử dụng eye cream của CeraVe. Sản phẩm này thì của Drugstore cho nên giá của nó khá là mềm, và Bóng chỉ cần một lượng chút xíu thôi là đủ cho hai mắt rồi. Và nhớ dùng cái ngón tay áp út của tụi mình để mà thoa sản phẩm này lên nha. Bây giờ tới bước gì nữa ta? À đúng rồi, dùng moisturizer thôi. Bóng sẽ sử dụng sản phẩm The True Cream Moisturizing Balm của Believe. Bóng thì quay cái video này trước khi Bóng quay video Sephora haul của tuần trước, cho nên lúc đó thì cái hũ của Bóng gần hết, buồn dễ sợ, nhưng không sao, giờ Bóng đã có chai mới rồi. Mọi người nhớ sử dụng cái sản phẩm này liền đi, tại vì chỉ có nó mới làm cho Bóng có những biểu hiện lạ như thế này thôi. Rồi sao nữa ta? À, kem chống nắng. Ở đây thì Bóng đang dùng anh bạn MAC Cream UV Defense Me có SPF là 50+ và PA là 4+, mà Bóng đã nói đến trong video là Best of Beauty Skincare năm 2017. Bây giờ thì Bóng vỗ cái sản phẩm này lên mặt và mọi người có thấy là nó làm cho da mặt của tụi mình cũng trắng hơn một xíu á. Cho nên nếu mà bạn nào thích trắng hơn mà không có muốn dùng BB cream hoặc là các sản phẩm foundation thì có thể dùng cái loại kem chống nắng này, rất là tốt. Nhưng mà chưa xong đâu cô nương, phải thoa một ít lên cổ và lên trên tay nữa. Từ hồi đầu năm đến giờ thì Bóng tập được cái thói quen tốt này và Bóng rất là muốn duy trì nó, mọi người cũng thử nha.
xong xuôi hết da mặt, da tay, da cổ rồi thì giờ tụi mình phải tới môi chứ ha. Bóng đang sử dụng một loại kem dưỡng môi có SPF là 30 để mà giúp môi cũng chống nắng luôn, tại vì ánh nắng cũng có thể làm cho môi bị thâm và làm môi bị lão hóa nữa. Vậy là xong bước chuẩn bị dưỡng da vào buổi sáng, nhưng mà mọi người cũng xem tiếp để xem thời dưỡng ngày thì bóng sẽ thường làm gì nha. Đến giữa ngày khi mà da mặt đã có dấu hiệu bị khô đi một xíu thì bóng sẽ sử dụng sản phẩm Flash Jelly Mist này của Shiseido. Một số sản phẩm tương tự có thể dễ tìm ở Việt Nam đó chính là của Avin hoặc là của VG cũng rất là tốt, hoặc là của Innisfree. Da mặt lúc này vừa ẩm mà tụi mình cũng vừa sảng khoái và tỉnh ngủ nữa. Các bạn đã xem xong hết skincare routine của bóng hàng ngày rồi. Mong hy vọng là video này thì sẽ giúp ích được cho thật là nhiều bạn. Và nếu mà có bất kỳ cái suy nghĩ hay là yêu cầu nào thì nhớ comment xuống bên dưới cho bóng biết. Cũng đừng quên nhấn like vào video này và subscribe vào kênh của bóng vay nha. Cũng như follow bóng ở trên Facebook và Instagram luôn để mà keep up với cuộc sống của bóng hàng ngày. Bóng yêu các bạn rất là nhiều và bóng chúc mọi người có ngày thật là tốt lành. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video tuần sau.